Với channel của mình giới thiệu cho anh em một bộ truyện đây, bộ truyện Đi Ở Rễ. Bộ này khá là hay, có tên đề là Bất Bại Chiến Thần Đi Ở Rễ. Anh em yêu mến thì nhớ like, đăng ký kênh thật nhiệt tình nhé. Tại sân bay Giang Châu, người giàu nhất Giang Châu, Trương Định Phát, người mà chúng ta đợi rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào vậy? Ông phong tỏa nguyên cái sân bay. Cái đồ ngu, đến chuyện này mà cũng không biết. Úi, người chúng ta đang đợi là chiến thần cửu tình trăm trận trăm thắng, lập chiến công hiển hách ở trong quân đội. Cả nước chỉ có một lòng sói. Ồ, thật sự lợi hại như vậy sao? Ai không muốn chết thì nói ít lại thôi. Việt Nam mà trôi. Tôi là Trương Định Phát của tập đoàn Định Phát, lòng sói đại nhân. Chào cậu. Các người không cần đợi nữa. Lông xối đại nhân đã rời khỏi rồi. Người này mà, người hại tôi là Lâm Miểu Miểu và Trường Khải. Cậu nhất định phải báo thù cho tôi. Giang Tuân, tôi nhất định sẽ thấy cậu đôi lái công bằng. Anh Lão Đại à, Lý thống lĩnh của Giang Châu đã đợi ở trong xe rồi. Tôi biết rồi. Lông xối đại nhân. Thế giới này đã không còn lông xối nữa rồi. Vâng, là tôi sơ ý rồi. Không biết tôi có thể làm gì được cho cậu. Tôi muốn biết hai người bọn họ đang ở đâu. Tối nay thiếu đống Trường Khải của tập đoàn Đỉnh Phát sẽ cùng Lâm Mì Miểu công bố việc thu mua lại tập đoàn Tuân Trạch, đồng thời cũng sẽ mời một số nhân vật nổi tiếng ở Giang Châu đến dùng bữa tối tại cao ốc Tuân Thạch. Tốt lắm, thông báo xuống dưới. Bữa tiệc tối nay tôi sẽ tham dự. Rõ. Tại khách sạn Định Phát. Cái này, Miểu Miểu à, cuối cùng em cũng là người của anh rồi. Đáng ghét. Cái thằng Giang Tuân đần độn ấy, chắc là tới chết cũng không biết được chúng ta hại hắn đâu. Ôi, cái thằng Vũ Đại Làng đó hả? Làm sao có thể nghĩ được là người con gái mà mình yêu nhất và sáng nghiệp đều sẽ thuộc về anh chứ? Vũ Đại Làng cái gì chứ? Vậy chẳng phải là em thành Phan Kim Liên rồi sao? Ôi, chúng ta sẽ không có kết cục thê thảm như bọn họ đâu. Chúng ta sẽ có một tương lai tươi đẹp. Trương Tổng à, tôi có một chuyện quan trọng cần báo cáo. Có chuyện gì mà phải cứ phải tới vào cái lúc này chứ? Chuyện này thật sự rất quan trọng, phải nói trực tiếp với anh. Vậy thì cô nói nhanh lên. Là chuyện liên quan tới bữa tiệc tối này. Lông xối đại nhân muốn đích thân tới dự. Cái gì? Anh không sao chứ? Không sao. Anh muốn đi đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đến cao ốc Tuân Trạch. Giờ anh phải đi chuẩn bị đón tiếp lông xối đại nhân rồi. Không ngờ lông xối lại đích thần đến tới thầm. Đúng là ông trời phù hộ Trương gia chúng ta rồi. Chỉ là một quân nhân thôi mà, anh có cần vui như vậy không? Lông xối đại nhân đứng hàng đầu trong kim tự tháp của thế giới đó, có thể cổ vũ cho buổi thu mùa của chúng ta, tuy quá là mang lại thể diện vô cùng lớn. Anh có thể nhìn thấy tương lai trong sáng lạng của Trương gia rồi. Ý, chuyện gì? Tự nhiên cô lại phanh gấp, vậy như vậy là cái gì?
À, tôi cũng hết cách rồi. Phía trước có người cản đường. Ông già chết tiệt, đã dám chạy ra trước xe của tôi ăn vạ muốn chết ư? Chính là cậu đã hại chết con trai của tôi. Tôi nhất định phải để cho tất cả mọi người ở Giang Châu đều biết, nhất định phải khiến cho cậu trả giá. Mẹ kiếp cái lão điên này. Ông già này là bố của Giang Tuân đó, chắc là muốn mình đoàn thay cho đứa con trai vô dụng của ông ta. Cút ra. Ây da, ông biết được tôi là người hại chết của con trai của ông thì đã sao? Chỉ dựa vào mình ông à? Ông nghĩ ông có thể đấu lại tập đoàn Đỉnh Phát của tôi sao? Mày xử lý sạch sẽ cái thứ rác rưởi này cho tôi, đừng có làm chướng mắt ở buổi tụ mua của tôi. À vâng, Trường Thiếu. Ông già, con dám tìm xui xẻo à? Xem ra là ngứa đòn rồi à? Dù cho tao có chết cũng phải thầy tuân nghi minh oan. Vậy thì đi chết đi. Xin lỗi bác, con tới trễ rồi. Cậu là Tô Trạch? Bác về trước đi, chuyện có Giang Tuần có để cháu giải quyết. Đàn cũng mau bỏ tiền ra. Này thì bỏ nè. Ui cha, cút. Tuần Nhi, anh em tốt của con cuối cùng cũng đã về rồi. Người này là ai vậy? Lại ăn mặc quen mùa như mày như vậy mà lại dám tới dự tiệc à? Ôi chắc là ăn xin tới ăn uống miễn phí đi mà. Mình ăn mặc như vậy mà còn quen mùa. Tập 2. Chị tổng mà có người gây chuyện ở bên dưới, con đến bị thương hai bảo vệ ngoài cửa nữa. Tôi đã để ý tới rồi. Không ngờ cái thằng phế vật có tiếng của Giang Châu lại về rồi. Ồ, đây chẳng phải là Tô Trạch sao? Nghe nói 3 năm trước hắn lên đường nhập ngũ vào đúng ngày cưới. Không phải là lần này đã tìm chúng ta kiếm chuyện chứ? Một đứa hôi hám làm lính thôi mà. Em nghĩ hắn là lông sói đại nhân sao? Để mình gặp một lát thử xem sao. Cậu chính là Tô Trạch nhỉ? Ồ đúng vậy. Con có biết là tất cả đàn ông ở Giang Châu và thành phố đô đều ghét và ghen tị với cậu không? Cưới được đệ nhất mỹ nhân ở thành đô làm vợ, lại bỏ rơi cô ấy vào đúng cái ngày cưới đã đi nhập ngũ 3 năm. Lại nhân tâm đến người đẹp như vậy ở góa 3 năm, cậu đúng là phung phí của trời đó. Cậu nói đủ chưa? Ánh mắt của thằng này là sao vậy? Mình là thiếu đông của tập đoàn Định Phát, người mà đến lòng sôi cũng phải coi trọng, sao lại có thể bị một đứa phế vật này dọa chứ? Nhìn cái biểu cảm như muốn ăn thịt người này của cậu, chắc là đến vì chuyện của Giang Tuần. Nếu như lúc đó hắn chỉ cầu xin tôi thêm một chút nữa, cái khi tôi sẽ giúp hắn vượt qua khó khăn. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ tiếp quản tập đoàn Tuần Trạch và kế thừa di nguyện của Giang Tuần, làm cho tập đoàn phát triển hơn. À, Thiếu Đổng mời. Ồ, cảm ơn các vị khách mời có thể tới tham gia buổi thu mua lần này của tôi. Mà những trước khi bắt đầu buổi thu mua, xin phép tôi long trọng giới thiệu một người. Đó chính là người rất nổi tiếng ở Giang Châu của chúng tôi, Tô Trạch. Hồi thảo nào quê mùa như vậy thì ra tên Tô Trạch phế vật này à? Đúng vậy đó, chính là cái thứ rác rưởi hại chết bố của mình. Nghe nói anh ta bỏ rơi vợ của mình đi nhập ngũ, bây giờ quay về chắc là do sống không nổi nữa rồi. Tôi thấy là quay về vì cái chuyện của Giang Tuần đó chứ. Nhưng một tên phế vật như anh ta quay về thì có thể làm được cái gì? Thì ra là Tô Trạch à, cậu tới đây làm cái gì vậy? Tôi làm gì cần phải giải thích với cô sao? Đừng có tưởng anh
Không nói thì tôi không biết. Chẳng qua là muốn mượn cái cớ cái chết của Giàn Tuấn để gây chuyện chứ gì. Kiểu như anh tôi đã thấy nhiều rồi, chính là cái lừa đảo muốn tống tiền ấy mà. Ồ, hôm nay là ngày tốt để thu mua tập đoàn của Tuân Trạch. À, không cần phải tức giận như vậy đâu. Cậu muốn tiền chứ gì? Cầm sắp trầm đồ. Ở đây có đủ ba vàng, đủ cho cậu ăn không chờ chết cả năm trời. Chỉ còn cậu đứng trước mặt mọi người nói lớn ba tiếng, tôi là cái vô dụng. Tôi cho phép cậu nhặt tiền lên. Thừa nhận một sự thật là có thể kiếm được ba vàng. Thấy giao dịch này thế nào? Ôi, Trường Thiếu thật là biết cách ăn chơi. Cái vô dụng thì phải có dáng vẻ của cái vô dụng chứ. Mau quỳ xuống tôi nhận đi. Nói như vậy Roma cũng không tức giận, vẫn muốn mượn cơ hội này để về xì dạy dỗ cho hắn một chút vậy. Cười đủ rồi nhỉ. Hả? Bây giờ tới lượt tôi. Cười đủ rồi chứ, thì đến lượt tôi nói nhỉ. Một đứa phế vật như cậu có tư chất gì mà nói chuyện chứ. Đồng gì đó, phế vật thì nói ngón ngón chấp nhận dùng giá đi. Mọi người cứ chờ đã. Cho cậu ta nói đi, tôi là muốn xem cậu ta có thể nói được cái gì. Anh Trương, cái thật là rộng lượng. Tên phế vật cậu nói thì nói nhanh đi, đừng có lãng phí tấm lòng của Trương Khải chúng tôi. Vậy thì để cho tôi nói. Ôi, phế vật đó là vị trí mà mày có thể ngồi ư? Đôi, cậu là cái thả gì chứ? Chỗ của lồng sói mà cậu cũng xứng ngồi hay sao? Nếu đã là chỗ chuẩn bị trình lồng sói, vậy thì tôi ngồi là đúng rồi. Bởi vì tôi chính là lồng sói. Nói gì à tin? Thì cậu ta nói thật là lòng sói kia thật là bốn màu trời cười. Ôi, cái tên phế vật này không lẽ là bị ngốc rồi sao? Đi lên có mấy năm thôi thật sự có bản thân mình là một nhân vật rồi sao? Ôi, lại nói bản thân là lòng sói đây đúng là chân sống mà. Chưa tỏ mà, cái thứ mất mật này không thể xử lý đi thì lát nữa lòng sói tới ế là sẽ không vui. Cái thứ rác rồi này cứ để cho em xử lý cho. Anh có không một cút xuống cho tôi? Ngứa đòn à? Anh là dám đánh tôi? Cái tát này là đánh thay cho người anh em đã chết của tôi. Cái này là vì cô tư thông với Trương Khải. Còn cái này là vì sự dạy dỗ tôi dành cho cô. Còn cái này là vì người sỉ nhục bố của Giàn Tuần. Cái này là vì người các người chiếm đoạt tập đoàn của Tuân Trạch. Ui, người đẹp ơi. Đến cái loại người này đúng là làm bẩn tay của mình. Lại dám đánh người phụ nữ của tôi, cậu muốn chết à? Các người còn đứng làm cái gì nữa? Tóm lấy cái thằng phế vật này cho tôi. Một cái lướt nhẹ nhàng. Ui. What? Một tay. Tập ba. Mày chết đi cho tao. Khốn kiếp. Cái dao gầm không phải dùng như vậy đâu. Dùng như thế này nè. Ôi, tôi tới đây chỉ có một chuyện. Năm ngày sau tôi sẽ bái tế người anh em của tôi. Mà nếu lúc đó tôi
không thấy các người quỳ trước mộ của cậu ấy. Hậu quả tự chịu. À đúng rồi, Long Số bây giờ càng thích người khác gọi là chiến thần hơn. Hy vọng các người nhớ lấy điều này. Tổ trạch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Người anh em à, cậu yên nghỉ được rồi. Tôi nhất định sẽ báo thù giúp cho cậu. À, Trường Đổng nhìn thấy gì rồi sao? À không có gì, chỉ là một bóng dáng nhìn quen thôi. Nhưng mà thật không ngờ, chúng ta tới sân bay cũng không đón được cái vị đại nhân kia. Kết quả lại đích thân tới buổi thu mùa của Trương Đổng nhà ngài. Ây, quả nhiên ở Giang Châu này, cũng chỉ có chị Trương gia ngài mới có thể comment khóe thấu trời bày mưu lập kế. Ây, quá khen rồi, đây đều là sự nâng đỡ của Lòng Xoáy đại nhân thôi. Lần nữa gặp Lòng Xoáy đại nhân thì đừng có giật mình, khiến ngài ấy phải không vui. Hiểu ạ. Trương Khải à, Lòng Xoáy đại nhân đã tới chưa? Hả? Ấy, con trai, sao vậy? Sao nhìn giống như bị người khác cướp bóc vậy? Xem ra là bị người khác đập rồi. Lòng Xoáy đại nhân cũng không xuất hiện. Không phải cho chúng ta đi chứ? Tôi đã nói mà Lòng Xoáy đại nhân sao có thể tham dự cái buổi tu mua nhỏ như thế này được chứ? Trường Định Phát đúng là tự giác vàng lên mặt rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải mày nói Lòng Xoáy sẽ tới sao? Cô có cá vết thương của này là sao đây? Từ từ đã. Lòng Xoáy đại nhân thì không tới, mà là Tô Trạch của Tô gia tới. Chỗ này biến thành như vậy đều là nhờ cái thằng đó bàn cho. Tô Trạch, một thằng ấy rửa mà là dám đối đầu với Trường gia chúng ta, thì nhất định sẽ khiến cậu không được sống yên. Đã nhiều năm rồi. Còn nhớ, đó là một mùa đông lạnh giá. Mình tuyệt vọng chỉ thấy vừa lạnh lại vừa đói. Chính là vào cái lúc mình đã chuẩn bị xong rồi, cứ như vậy mà chết đi. Thì cái người mà đã thay đổi cuộc đời của mình đã xuất hiện. Quả nhiên, mùi vị không còn như trước nữa rồi. À, lão đại, Lục Tôn gửi tin, nói là đã tìm được người nằm đó cứu anh. Anh xem đi, cô ấy rút cuộc lại. Người này tên là Vân Thiện Nghị, có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ của thành đô. Quan trọng là người này lại là người vợ mà năm trước đã kết hôn với anh. Cái gì? Cậu nói vợ tôi chính là cô gái băng màu mà tôi luôn tìm kiếm ư? À, đúng là như vậy. Anh lão đại, sao vậy? Bị điên ư? 3 năm rồi. 3 năm trước tôi vì cô gái bán bánh bao trong lòng mà bỏ rơi người vợ cứ mới cưới của mình. Không ngờ cô ấy lại chính là người mà tôi luôn muốn tìm kiếm. Vân Thiên Nghị, bây giờ cô ấy đang làm cái gì vậy? À, hôm nay là sinh nhật thứ 70 của Thi Tái Liện, là người đứng đầu của Vân gia. Cô ấy là con cháu của Vân gia, tất nhiên sẽ tổ chức sinh nhật cho lão phu nhân tại nhà tổ tiên của Vân gia rồi. Tốt lắm. Bây giờ cô đi chuẩn bị một món quà tốt nhất cho tôi. Tuân lệnh. Thay bộ đồ khác, bây giờ chúng ta sẽ đi chúc mừng lão phu nhân. Chủ tịch tập đoàn Thịnh Lộc chúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi, tặng lão phu nhân một cặp bản ngọc chất lượng đỉnh cao. CEO của tập đoàn Ngự Hải chúc lão phu nhân phúc khang an thái, tặng một bức tranh phong cảnh quý giá. Thiếu đổng tập đoàn Hưng Phát chúc lão phu nhân phúc như đồng hải, tặng cho một viên dạ minh châu cao cấp.
Bà nội xem, những quan chức cấp cao này đều đang mừng thọ cho bà đấy. Vâng, và chúng ta quá nhiên là đáng tự hào ở thành đô. Như thế này mới đúng. À đây đã, không có thiệp vào. Thiệp mời thì cậu không được vào. Tránh ra, tránh ra. Tôi đến mừng thọ lão phu nhân. Ý, người này là ai vậy? Sao lại mặc đồ quần trang vào đây? Ngay cả quân hàm cũng không có. Không lẽ là kẻ lừa đảo đây chứ? Cậu là... Anh rể Tô Trạch. Cuối cùng anh cũng giải ngũ về rồi. À đúng vậy thiên tử, anh đã về rồi. Cái thư phế vật này, sao lại quay về vào lúc này? À chắc là tới đây ăn trực đó mà. Thì ra là đứa con rể rác rưởi của Vân gia. Nghe nói 3 năm trước cậu ta đào hồn, không ngờ lại quay về vào lúc này. Chắc là sống ở bên ngoài không nổi nữa rồi. Nếu cậu đã nói là tôi mừng thọ, cũng phải đem chút quà nhỉ? À đúng là tôi có đem quà tới. Chúc lão phu nhân thường xuyên mỉm cười. Đây là... một cái bát mẹ. Sao lại là một cái bát? Hơn nữa còn thiếu một mảnh nữa chứ. Ôi cái này cũng keo kiệt quá rồi đó. Mừng thọ lão phu nhân lại đi tặng cái thứ đồ chơi này sao? Chắc không phải thứ mà để cậu ta đi xin cơm dọc đường quay về đâu nhỉ? Bà nội à, đừng có giận hại sức khỏe. Tổ Trạch, cậu có ý gì vậy? Tham dự tiệc mừng thọ của bà nội lại đi tặng một thứ rách nát. 4. Đây không phải là rách nát đâu. Anh rể à, nợ cười. Đây không phải là rách nát, chẳng lẽ là đồ cổ ư? Bà nội à, đừng có để ý tới cậu ta. Cháu có một món quà quý giá nè. Mời bà xem. Đây là làn trúc phường hình của ông Trịnh Bản Cào. Con đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nó đấy. Bức tranh này tuy không bì được với những kia tác cuối đời của ông Trịnh Bản Cào, nhưng ít nhất thì cũng đáng giá 100 vạn. Thiên lặng à, con có lòng rồi. À bà nội thích là được rồi. Bà nội à, con còn có một... chuẩn bị một món quà nữa. Ồ. Đây là đồ sứ cống phẩm thời nhà Tống. Cái này con đã bỏ ra hơn 100 vạn bị có đấy. Con chuẩn bị chậu báu. Bà nội à, con chuẩn bị cho bà một ngọc hồ tàu tàn cao cấp nè. Con tốn mấy chục vàng đấy. Con có lầm rồi. Vâng, con chuẩn bị cái vòng tay phỉ thí nè. Ây, con cháu của Vân gia đều rất tài năng. Đúng là như vậy. Ngược lại đứa con rể vô dụng của Vân gia lại càng không thể chịu nổi. Tức là thấy cho không đáng cho Vân Thiên Y. Thì tôi rất không muốn phá vỡ niềm vui hoa thuẫn của mọi người, nhưng tôi vẫn phải nói một câu. Mấy cái thứ này đều là đồ giả thôi. Ê cái thằng này, nói bậy bạ cái gì vậy? Cậu dựa vào đâu mà nói đồ chúng tôi tặng là đồ giả chứ? Bản thân tặng một cái bát vợ, chắc không phải là bây giờ ghen tị quá. Và chúng tôi tặng tốt hơn cậu ta đi mà. Tôi... đủ rồi. Anh còn chê chứ đủ mất mặt sao? Đệ nhất mỹ nhân thành đô Vân Thiên Y. Lần này anh qua y về, quân y về, chỉ đã bù đắp lại tất cả những gì mà anh đã đợi em, khiến em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì sẽ không mang theo một cái bát vợ đến mừng thọ bà nội. Đúng vậy đó, lừa đảo trong tiệc mừng thọ của bà nội. Cái lỗi người này sao có thể khiến cho chị Thiên Y hạnh phúc được chứ? Tôi thấy cậu ta làm lính mấy năm nay đến nỗi ngốc luôn rồi. Được rồi, hôm nay là ngày vui. Còn về thứ rác rưởi này, mau cầm theo cái bát vỡ của cậu, đừng có ở đây làm mất mặt nữa. Quà thì tôi để đây, hy vọng lão phu nhân coi trọng.
Một cái bát vỡ có trọng cái con khỉ. Tin anh đi. Anh ấy hình như khác với lúc trước rồi. Lão đại à, ta muốn qua đá tiền như vậy, nhưng người có vấn giá dường như lại không cảm kích. Ít ngồi đi giếng mà thôi. Vừa nhận được tin tức của thành đô, thống đốc Tỳ Nà muốn nói là muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho anh. Cậu đi thay tôi đi. Vâng, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Về nhà. Về nhà việc của tôi. Xem đi, người chồng tốt của chị vừa quay về đã làm xấu hổ cả vần giờ chúng ta rồi. Tự mình tặng một cái bát vỡ, còn vô khống là muốn ta tặng đồ giả nữa chứ. Quê mùa chính là quê mùa. Ồ, vân gia hình như có được cho bố không tốt rồi. Là tần lão ư? Có thể đưa cho tôi xem được không? Là chuyên gia giám định đồ cổ địa nhất thành đồ. Nghe nói chỉ cần nhìn một cái thôi ông ấy có thể biết được đồ thật hay giả. Được gọi là hóa nhãn kim tinh. Ôi, đây là thái rừng bắt đầu trong giới đồ cổ của thành đô. Tần lão tới mà sao không thông báo một tiếng để tôi tiền đường đón tiếp. Lão phu nhân à, quá nghiêm trọng rồi. Đúng lúc bọn trẻ có tặng mấy mít món quà, mời tần lão giám định một lát. Đây là vinh hạnh của tôi rồi. Ôi chết cha rồi. Giám định thì không cần đồ ạ, đều là mấy cái đồ chơi nhỏ thôi, không đáng để tăng lão chìm qua. Hơn mấy trăm vạn đều là đồ chơi. Vân gia đúng là có tiền, tự xứng ấy mà. Chiều lão, đừng có vô lỡ nữa, mau tránh ra đi. Dạ. Tần lão à, bức tranh này cháu tôi tặng thế nào? Chẳng quà chỉ là đồ giả không giá, không đáng 1.000. Cái gì? Còn có cái đồ sứ thời Tống và vòng tay phỉ thúy này cũng đều là giả. Chẳng phải nói mấy cái món quà này đều đáng tiền cả trăm vạn sao? Ôi, đến bà nội của mình cũng lừa, tin lắm mất mặt quá đi. Mấy cái loại đồ giá tầm thường này làm bẩn hết mất của tôi. Bà nội à, đây đều là lỗi của cháu. Bọn con cũng vậy. Để tại con nhìn đồ không kỹ, tiền nhầm chủ chợ đồ cổ, mới bị lừa là đồ giả tôi à. Mấy đứa cháu có mắt không trọng mới khiến cho tần lão chê cười. Không sao. Tin anh đi. Tần lão à, xin dừng bước. Còn một món quà mà ông chưa xem. Đây chẳng phải là một cái bát vỡ mà tôi trả tặng ư? Người có vân già không phải thực sự coi nó là bảo bối đi chứ? Chắc là bị chuyện trước kia kích động rồi. Cái thứ rác rưởi đó thì có tặng được cái thứ gì tốt chứ? Chỉ khiến cho tàn lão giận thơm nữa. Tàn lão à, đi là ây, đây chỉ là một cái bát vỡ của Tô Trạch, dùng để xin cơm mà thôi. Tàng lão không cần phải để ý. Bát vỡ? Thế mà lại nói cái chén nhỏ có đốm nhỏ màu tím dành riêng cho hoàng tộc là chiếc bát vỡ sao? Vốn do các người đúng là nhà lớn nghiệp lớn hả? Chén nhỏ có đốm nhỏ màu tím là cái gì? Đồ mà thứ rác rưởi đó cho không phải thật sự là đồ cổ chứ? Năm ngối gia đức sĩ ban đầu giá một chiếc bát nhỏ cùng một kiểu dáng, giá cuối cùng thành giao hơn 100 triệu. Cái gì? 100 triệu? Tần lão hạ, có phải ông nhìn lầm rồi không? Cái thứ rác rưởi kia sao lại có đồ tốt như vậy? Cậu đã nghi ngờ tôi sao? Công giám. Người có thể có được cái bát như vậy, chắc chắn là người có tầm cỡ. Xin hỏi lão phù nhận, món quà này là ai tặng vậy?
Chuyện này nó là cháu rể của tôi, nhưng mà đã đi khỏi đây rồi. Là tôi không có duyên được nhìn thấy cao nhân như vậy, mong lão phu nhân trân trọng cái bác nhỏ này. Nhất định rồi. Bị thương ra rồi đó, sao lại có được loại bảo vật này chứ? Chắc chắn là may mắn nhặt được rồi. Hay đã lừa gạt rồi, còn khinh bỉ người khác nữa chứ? Anh ấy thực sự không lừa mình. Ly hôn nhất về, quay về nhất định phải ly hôn. Kỳ thư rác rưởi đó đào hôn 3 năm, kết quả thì quý vị đã tặng đồ tốt cho người ta, tức chết đi được mất mà. Mẹ của Vân Thiên Y, Thái Lan Phần. Ôi được rồi rồi, em bớt giận đi. Ít nhất thì có thể thử gì giữ thể diện cho chúng ta rồi, có đúng không? Bố của Vân Thiên Y, Vân Như Thành. Thể diện cái gì chứ? Đó là cái thứ giá đáng hơn 100 triệu đó, lấy về bán không ngon hay sao? Ai cái này, dù thế nào thì con nhất định cũng phải lì hồn với cái thứ rác rưởi đó. Biệt thự Vân gia, lát nữa tìm thấy Tô Trạch thì nhất định phải nói chuyện lì hồn với nó đấy. Có chuyện gì thì đợi về nhà rồi nói. Sao bên trong lại có mùi thơm vậy? Anh cũng ngửi thấy. Đây, ôi đây là chuyện gì vậy? Nhà chúng ta không phải là tiện trộm đó chứ, làm gì có tên trộm nào mà nấu cơm đó trong nhà chứ? À không phải là Bộ Thiên Y, mọi người đã về rồi à? Đúng lúc nếm thử món canh vịt củ cải chùa có còn nấu đi. Ôi sao cậu lại xuất hiện ở trong nhà của tôi? Sao cậu biết lại được mật mã của biệt thự chứ? Lúc trước cô cũng ở đây mà. Đi rồi ăn cơm đi, trước đã rồi nói. Nào nào. Ôi cha, đừng tưởng nấu một bữa cơm là tôi có thể tha thứ cho cậu đâu. Quầy sao lại ngon như vậy? Ấy không phải là 3 năm nay cậu là đầu bếp trong quân đội đấy chứ? À xem ra như vậy hả, việc này cũng là một chút. Bố à, cùng anh thêm một chút rượu cho bố nè. À được. Rượu này có vẻ không tầm thường. Rượu ngon như thế này còn lấy ở đâu ra vậy? À đều là đem từ quân đội về đi hả? À, thôi không nói về ông ấy. Đây là cái loại rượu lâu đời được đào từ trong một ngôi mộ cổ. Cái món canh vịt này cũng đừng quên em thử ạ. Anh ấy thật sự khác với lúc trước. Thiên Y à. Sáng mai cùng mẹ tới nhà hàng Miêu vào một chuyến nha. Đến đó làm gì vậy? Tất nhiên là có chuyện quan trọng, con cứ đi theo mẹ là được rồi. Tôi ăn no rồi, Thiên Y cũng ngủ sớm đi. Dạ. Còn cậu nữa, nếu như cậu còn cảm thấy mắc nợ chuyện 3 năm này đã làm, vậy thì đôi lại cái bát nhỏ của cậu tặng trước đó về đây cho tôi. Dạ. Vẫn còn nhớ đến thứ đó ư? Được rồi, đó là đồ tặng đi rồi. Anh chỉ biết nghĩ tới bà già đó thôi. Thì người à, em có ăn xong rồi, quay về nghỉ đi. Chén bát để anh dọn cho. Anh đừng có tốn công vô ích nữa. 1 tháng nữa là kết thúc thời gian sống thử đã giao ước với ông nội rồi. Tôi biết anh từ quân đội ra không có nơi để đi. Tháng này anh có thể ở lại đây đi. 1 tháng sau chúng ta sẽ ly hôn, cho dù anh làm gì cũng vô dụng thôi. Vậy anh phải cố gắng rồi, khiến cho em yêu anh một cách trong 1 tháng. Anh, điều nên nói tôi đã nói hết rồi. Tranh thủ thời gian này kiếm một công việc đi. Vẫn giống như lúc trước nhưng hơi khó tính hơn một chút. Thì người à, con mau dậy đi.
Khó khăn lắm. Hôm nay con mới được nghỉ ngơi. Gọi con dậy sớm như vậy làm cái gì ạ? Lúc nào rồi mà còn đi ngủ chứ? Mau đi trang điểm con mẹ đến nhà hàng Migoret đi. Chi phí ở đó không rẻ đâu. Mà dẫn con đi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cái này con cần phải hỏi sao? Tất nhiên là đi xem mắt cho con rồi. Hả? Con đã có chồng rồi mà, tại sao lại còn đi xem mắt? Hay cái đứa vô giọng đó nói làm cái gì? Lần này đối tượng xem mắt của con là chú đốc của chú già, một tài năng trẻ về từ vừa từ nước ngoài trở về. Hơn nữa tài sản hơn 1 tỷ, tuyệt đối không nhiều hơn gấp vạn lần cái đứa phép vật kia. Bố con vốn bị xem thường rồi, là vì con gả cho một đứa vô dụng, càng không được lão phụ nhận yêu mến. Nếu như con không tìm được một chỗ dựa thích hợp, thì chúng ta nhất định sẽ bị cả nhà bác cả của con ăn tường nuốt sống đấy. Nhưng mà thôi được cái nhân gì nữa, nếu không thì con không muốn thì mẹ tức chết thì mau đi trang điểm với mẹ. Lần này được rồi chứ gì. Quả nhiên là đẹp giống y chang mẹ luôn. Mẹ đi lấy xe đây, con đi mau đi theo đấy. Dạ. Khi nào mình mới có thể tự quyết định tình yêu của mình đây? Dậy sớm như vậy sao? Tốt rồi ra, anh có nấu cháo cho em đây, tới nếm thử xem. Anh không cần làm mấy thứ này cho tôi đâu. Một tháng sau chúng ta sẽ ly hôn. Hình như anh đã nói là anh sẽ cố gắng lấy được lòng, lấy được sự đồng ý của em. Hơn nữa, khi em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Anh... Tôi nói rồi, lời nói nhiều với anh. Wow. Cháo anh nấu cũng được nhỉ? Sến xúa. Có điều cái tôi thích không phải là quản gia, mà là người đàn ông có công việc bên ngoài. Anh đừng có lãng phí tâm tư nữa. Em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng hết sức trở thành dáng vẻ mà em hài lòng. Tô trịch. Đừng có tùy tiện mà động vào tôi. Tôi phải ra ngoài rồi. Hôm nay anh có việc gì chứ? Không có. Vậy được, đi cùng tôi tới nhà hàng Migoret đi. Dân, bà xã đại nhân. Đừng có gọi tôi là bà xã. Tập 6. Thiên Y à, sao con chậm như vậy? Để rồi hối mẹ rồi này. Cái thứ rác rưởi này sao con đi theo vậy? Là con bảo nãy đi cùng, con gọi nó đi xem mắt cùng, đây chẳng phải là thêm phiền phức sao? Xem mắt à? Dù sao thì chuyện con kết hôn, cả thành đồ đều biết. Nếu như chút tấm lòng này cũng không có, vậy thì con không muốn gả cho một người đàn ông như vậy. Nó hay lắm bà xã. Vậy thì để cậu ta đi theo đi. Hy vọng sau khi ai đó nhìn thấy đi ốp kìa, thì đừng có mà tự ti muốn chết là được rồi. Sau khi gặp đi ốp kìa của người ta, thì đừng có mà giữ cái bộ mặt thối đó. Biết rồi à? Ô bác gái à, mọi người đã tới rồi à? Tôi là chú đi ốp, mong được vần tiểu thư chỉ giáo thơm. Rất đàn ông. Đi ốp à, để con chờ lâu rồi. Không sao, con cũng vừa mới tới thôi. Đây chắc là em trai của Thiên Y nhỉ? Vinh hạnh rồi. Tôi không phải là em trai của Thiên Y. Tôi là chồng cô ấy. Hả? Anh đều là tại cái di chúc của ông nội nó nên mới trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Một tháng nữa là có thể ly hôn rồi. Thì ra là như vậy. Lần nữa cố gắng làm nhục nó nhiều một chút để cho nó hiểu được cách biệt giữa con và nó. Con hiểu rồi bà gái.
Giúp tôi điều tra một người tên là Chu Điểu. Rõ. Chụp cũng nhanh thật. Ồ, khó khăn lắm mới đến nhà hàng cao cấp như thế này một lần. Vẫn là đừng nên nghịch điện thoại nữa. Hả? Cậu chính là Tô Trạch nhỉ? Tôi sớm đã nghe nói đến cậu rồi. 3 năm trước cậu bỏ rơi vợ mình đi nhập ngũ. Không biết bây giờ là đại đội trưởng hay là tiểu đoàn trưởng nhỉ? 1 năm trước tôi đã dạy ngũ. Ồ thì ra chỉ là một lính nghĩa vụ à? Thế như tôi biết thì cậu mới vừa về tới thành đô, chắc là ngay cả công việc cũng ổn định cũng chưa có đâu nhỉ? Nếu đã không có bằng cấp, cũng không có kỹ năng, thì không phải cậu thật sự nghĩ là luôn ăn bám vợ ở quần già đi chứ? Đủ rồi. Chúng ta gọi món đi. Cũng được, để cậu hiểu thế nào mới gọi là sự cách biệt. Phục dấu. Hola, Budo. Ồ, rất là chào ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài ngài? À, cô ta đang nói cái gì vậy? À, cô cũng không biết. Những vị trí cao quý của nhà hàng này thì bình thường đều là do người Tây Ban Nha đặt trước. Vì vậy, bình thường những người phục vụ cũng sử dụng tiếng Tây Ban Nha để tiếp khách. Nhưng chúng tôi đều không biết tiếng Tây Ban Nha, phải làm sao đây? À, con thường đi ban chuyện làm ăn với bố ở bên Tây Ban Nha. À, cũng xem như là biết một chút tiếng Tây Ban Nha. Irak, Iruk, Ibup, Isuk. Một phần trứng muối cá và một món tráng miệng ngon của đầu bếp. Vòng phòng bít tớp của hai chài rượu so thuần tí nhất. Yes sir, thứ ngài. Thêm 2 phần bít tớp và salad cho hai vị cô đây. Còn về vị khách kia thì... đến ấy tự chọn đi. Liều thật, dám để mình tự chọn. Chết túi tiền rồi. Đồ quê mùa, xem lát nữa cậu nấu mặt như thế nào đây. Tốt trời à, sao không gọi món vậy? Có phải là không hợp khẩu vị không? Cái gì mà không hợp khẩu vị chứ? Cô thấy là xem không hiểu thực đơn thôi. Uforon di Forgat. Con bà tốt. À, một phần gan ngỗng và một bông cải xanh. À, phun đi con cuốn. À, thêm một phần xà lính cá ngừ. Cùng với trứng cá, muối và súp nấm nữa. À, tiếng Tây Ban Nha của ngài thật là giỏi. Cái đồ quê mùa nhà cậu, sao có thể hiểu được tiếng Tây Ban Nha? Tiếng Tây Ban Nha khó lắm sao? Tôi học 1 tháng đã biết rồi. Nani? 1 tháng mà có thể học được thành thạo như vậy, ngài đúng là thiên tài. Ồ thì ra có biết nói tiếng Trung mà. Vì mà con giả bộ đi nói tiếng Tây Ban Nha thiệt tình. À, bởi vì vị khách này dùng tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với tôi trước. Vì vậy tôi mới không nói tiếng Trung. Hả? Ồ thì ra là như vậy à. Nhưng mà trong nước thì vẫn nói tiếng Trung thì vẫn tốt hơn. Dù sao thì nói chuyện với một người trình độ tiếng Tây Ban Nha chỉ mới cấp tiểu học. Chắc làm khổ cho cô rồi, nhỉ? Ấy, cậu nói cái gì? Đi rớt bà, ân còn không cần phải để ý tới nó. Chứ dù nó biết chút, một chút tiếng ngoại ngữ thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chẳng phải còn có lời muốn nói với thiên y sao? Cứ từ hôm nhìn thấy em là anh đã biết bản thân đã yêu em mất rồi. 2 năm nay anh luôn giữ mình độc thân, lấy vọng là có thể dùng tấm lòng thành của anh để lấy đồng em. Hả? À, còn sến quá vậy. Phá quần một tin nhắn mới. Thú gì đây? À, chú Tổng à, anh còn chưa uống rượu sao lại nói bậy bạ rồi? Anh không có nói bậy. 7 năm nay anh nhớ em tới mức mà bị tâm thần luôn. Em chính là độc nhất trong cuộc sống của anh. À, chú Tổng nói đúng. Anh ấy quả thật là có bệnh. Hả? Nhưng đây không phải là tâm bệnh, mà là một bệnh rất là khó nói.
Ê, thật để biết cái gì đó à? Cậu 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 đang nói cái gì vậy? À, cậu cậu không hiểu được đâu. À, tôi thật sự không hiểu sao. Có phải Chu Tổng luôn cảm thấy bị đau nhức ở thắt lưng và đầu gối rồi lên tay lên chân không? À, tôi không có. Chu Tổng cần gì phải nói dối chứ? Có phải là nửa đêm thường đổ mồ hôi, thậm chí là đi tiểu đêm thì nhiều không? À, tôi chẳng qua là tôi làm việc học tập quá nhiều, có chút stress mà thôi. Ồ, học tập sao? Học ngoại ngữ hay là các dịch vụ tại chỗ? Cậu tập 7 à? Để tôi xem. Hôm qua cậu còn tìm hai cô gái, nhưng mà 5 giây đã xong chuyện rồi. Ồ, cũng nhanh nhẹn đây chứ. Cậu không chỉ bị liệt giường mà còn bị xuất tinh sớm, phải chú ý tới sức khỏe hơn đi nha. Đủ rồi, 3 năm trước cậu bỏ rơi thiền y chứng tỏ cậu không hề thật lòng đối đãi với cô ấy. Bây giờ còn gì phải cực khổ tiếp tục đeo bám chứ? 3 năm trước tôi rời khỏi chính là vì muốn mở ra một bầu trời mới cho cô ấy. Cô ấy chính là người tôi yêu nhất. Được rồi, hai người đừng có ồn nữa, mau ăn đi. Bà xã đại nhân nói chi phải. Cái thư rác rưởi này sao lại biết nhiều chuyện của mình như vậy chứ? Lấy nào anh ta điều tra mình trước rồi sao? Vậy giao đĩa này dùng như thế nào đây? Mình phải khiến hắn mất mặt mới được. Ồ, à, anh Tô hình như rất thích âm nhạc. À, cũng thích. Vậy có thể cho tôi biết tên của bài hát này là gì không? Là của ai vậy? Đấu mồm không lại, giờ lại thích đấu văn à? Đây là giấc mơ tình yêu của Lý Tư Đạt. Không phải là cậu không biết đấy chứ? Hả? Cái thằng nhà quê này sao lại có thể trả lời được? Nếu như tôi Chu Tống thích đã thích âm nhạc như vậy thì tôi cũng để cậu đoán thử xem sao. Cậu muốn làm gì? Hoạt động một chút thôi. À, thưa ông, có thể cho tôi chơi một bài được không? À, được, nếu như cậu muốn. Ồ, không phải là anh ấy muốn chơi đàn đi chứ? Ê, là uống nhiều rượu nên điên rồi. Khúc nhạc xuân sắp tới Noel. Ôi, hay hay quá, giỏi quá đi. Tôi trời trời, 3 năm nay rốt cuộc đã trải qua những gì? Vỗ tay, vỗ tay. À, là tiếng vỗ tay. Anh lại còn biết chơi piano? Lúc trước thì có học một thời gian. Ừ, chẳng qua chỉ là việc một số mánh khóe, có gì mà khoe còn chứ. Ờ, chứ tổng mà thích âm nhạc như vậy chắc là biết tôi đàn cái bài gì chứ gì nhỉ? À, cái này Rit Manmino của Niccolo Paganini về chủ đề quân tử khúc. Sai rồi. À, bản hòa tấu piano số 22 của Miêu cũng sai rồi. Đây chẳng qua chỉ là bản nhạc mà tôi chỉnh sửa lại thôi. Ngay cái này mà không đoán được, xem ra kiến thức của chú tổng cũng chỉ là bình thường. Ai chết tiệt, một mình anh Tú uống rượu chắc là rất chán nhỉ, chỉ bằng uống cùng đi. Ồ, lại muốn sỉ nhục bản thân một lần nữa. Anh chỉ cần có giống bình phẩm rượu hay không thôi. Tôi thì sao cũng được. Tôi trật à, sao dậu? Lấy cho tôi 10 chai sức chu. Dân. TikTok đã mất 4 chai. Mất thơm 4 chai nữa. Mồ hôi đã chảy xuống rồi. Hai người đừng có uống nữa. À, đúng vậy đó chú Tổng à, uống không được thì đừng có miệng cưỡng. Còn khỉ, tôi còn có thể uống.
Ôi, thôi rồi, cố gắng làm chi? Tại sao mình lại biết thành thiệt dường chứ? Rượu vào thì lời ra. À, đề rốc à, uống quá nhiều rồi, bắt đầu nó mớ rồi. Cút. Hả? Bà già vợ đó. Tôi bật mạng quá đủ dẫn đến liệt giường, đến cả bác sĩ nổi tiếng cũng không thể chữa khỏi cho tôi. Hôm qua tôi tìm được hai đại dương mà kết quả 5 giây đã xong chuyện rồi. Rõ ràng lúc trước có thể kiên trì tới nửa phút. Hả? Cái gì? Nửa phút? Ý, người này bị làm sao vậy? Chuyện này mà cũng nói ra được ư? Đây chính là sự thật khi say rượu trong truyền thuyết nhỉ? Rượu vào thì lời ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ở Thiên Y. Ờ, ok bà xã. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi liệt dương. Tôi vẫn cần hạnh phúc. À, chuyện này... À, Thiên Y chờ mẹ. Mẹ à, sao mẹ tìm người kiểu gì vậy? À, mẹ cũng đâu có biết nó là một người đức hạnh như vậy đâu. Yêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi. Tác giả rảnh. Bố à, có chuyện gì sao à? Thiên Y, chị tay tái của con về Dung Thành rồi. Tối nay chúng ta sẽ đến bữa tiệc của nhà bác cả của con. Nhớ đem theo một chút quà. À, con biết rồi à. Lúc này bảo mình đi đâu tìm quà cho thích hợp đây. Chuyện quà cáp thì cứ giao cho anh. Anh... Chị tài thải lúc trước đối với anh cũng không tệ. Lần này quay về anh có chút có chuẩn bị quà cho chị ấy. Bữa tiệc lần này tự con đi là được rồi. Mà con muốn lại nhìn thấy mặt mũi của nhà bá cả của con đâu. À, con hiểu rồi. Quán ăn Vân Thành. Hôm nay bà nội bọn họ cũng đều ở đây. Anh đừng có nói tầm bậy nữa đó. Họ không chọc anh là được rồi. Đây chẳng phải là Thiên Y sao? Đến thăm đại thải mà lại đi tiệc không mà. Cũng không có tình ý gì hết nhỉ. Có tình ý hay không thì không cần anh phải quan tâm. Dù sao thì cũng là họ hàng. Em nói vậy cũng tổn thương người quá rồi đấy. Hơn nữa anh nghe nói bạn trai của đại thải đã thăng chức lên thành cục trưởng rồi. Em không tặng chút quà thì cẩn thận người ta sẽ ghi hận đấy. Ừ, thầy thải, anh rể. Diêu Huân. Vâng, thầy thải. Tập 8. Ừ, sao anh rể lại đích thân tới vậy? À, nên làm mà. Đúng là lâu quá không gặp. Vâng. Đây là quà của em và Thiên Y tặng chị. Ủy bộ em khách sáo quá rồi. Ồ, đưa anh xem. Thầy thải à, em gái và em rể của em xem ra chẳng có chút thể ý gì hết. Lại tặng cái thứ rít nát kiểu gì thế này. Bọn em cũng vừa mới biết chị thầy thải quay về. Qua chuẩn bị không được chu đáo cho lắm. Ừ, đúng vậy, Thiên Y bọn họ có tấm lòng là được rồi. Cái loại tâm ý rác rồi này, chúng ta không cần cũng được. Thứ chúng tôi không tặng không phải là rác rưởi, mà chính là bộ bối chính hiệu. Tốt trời ơi, anh nên kiêm tốn chút đi. Tin anh đi. Một đứa phế vật của tù già lụi bại thì có thể tặng được cái thứ tốt gì chứ. Tôi chỉ là không hy vọng cậu mất mặt mà thôi. Cô nghe nói hôm qua là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, hôm nay đã có ý bù đáp một món quà. À, đúng lúc cũng là một món bà bối. À, mỗi đứa bà nội xem. Quà không ngờ lại là ngọc họ Tàn chính hiệu. Quà Diều Hoàng trẻ như vậy đã làm cục trưởng rồi. Ra tay lại hào phóng như vậy. Tài thấy giao cho con thì bà yên tâm rồi. Bà nội quá khen rồi. Bảo ngọc này là bảo ngọc lúc trước. Quả nhiên không thể quê đùa cả đám được. Ngọc hồ tàn của Diều Hoàng người ta tặng rất là hoàn hảo. Nhìn lại xem, ngọc có ai đó tặng đúng là không bằng rác rưởi. Nói đủ hết chưa? Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cậu và Vân Hiền, Vân Thiếu,
Hiểu bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, bệnh tình cũng bắt đầu lây nhiễm cho nhau rồi. Cậu cái gì? Ý của tôi rất là đơn giản. Miếng ngọc hồ tàn đó là hàng giả. Tàn nhóc cố ý gây sự có phải không? Dám nói ngọc hồ tàn của yêu tôi Diệu Huân Tận là hàng giả. Cút. Tôi không có hứng thú lừa mấy cái người đâu. Đủ rồi. Tô Trạch, nếu cậu đã nói ngọc là giả, vậy thì lấy chứng cứ ra đi. Đúng vậy đó. Đừng có nghĩ nhặt được một lần thì chính là đại sư. Muốn chứng minh thì rất đơn giản. Nghe nha. Ôi, cái thằng vây vợt rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Đó là bảo ngọc đáng giá mấy trăm vạn đó. Đáng giá mấy trăm vạn? Nhìn kỹ xem mặt cắt của ngọc thạch này đi. Đây rõ ràng là ngọc giả bột gói giấy. Đáng giá mấy trăm một miếng thì còn nghe được. Thế thì Diệu Huân lại tăng cho lão phu nhận ngọc giả ư? Ôi, đúng là biết người biết mặt có biết lòng mà. Được rồi, Tiểu Huân nói gì thì nó cũng là cục trưởng cục tài nguyên đất đai, không thể là người keo kiệt chỉ muốn tặng tôi ngọc giả được. Cảm ơn lão phu nhân đã hiểu cho. Ngược lại là Tô Trạch cậu đó, một buổi họp gia đình đẹp đẽ tốt, kết quả lại bị cậu làm hỏng cho bầu không khí. Còn không mau đi xin lỗi Diệu Huân đi. Tô Trạch rõ ràng không làm sao gì cả, tại sao lại bắt cậu ấy xin lỗi chứ? Thiên Nghi, bà không cần biết ai sai ai đúng, vì sự hòa thuận của gia tộc, xin lỗi khó như vậy sao? Bỏ đi. Nếu Vân Gia đã không chứa được chúng ta, vậy thì đi thôi. Các người ô trùng hợp vậy? Tàn lão, không ngờ quán cơm Vân Thành này chúng ta lại có thể gặp nhau. Vừa hay tôi có một chuyện tốt muốn nói với lão phu nhân. Ông mau nói đi. Cái chén nhỏ đốm đỏ tía quần diều của bà nhận được lúc trước có người đã ra giá 100 triệu để mua lại. Cái gì? Ồ, vậy sao? Lão phu nhân à, muốn bán thì phải lập tức liên hệ với tôi đó. Nhất định rồi. Đây. Miếng ngọc bội này. Tàng lão. Tàng lão à, đây chẳng qua là chỉ là thứ rách nát của ai đó tiện tay tặng mà thôi. Cái thứ rác rưởi tặng tôi cũng không cần. Tàng lão đừng có lãng phí thời gian nữa. Không ngờ tôi lại may mắn nhìn được thấy cái vật quý báu như vậy. Quả thật là đời này không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Tàng lão à, có phải ông nhầm rồi chứ? Thứ này có thể được gọi là bảo vật chứ? Hơi, trẻ con thì biết cái quái gì. Bảo ngọc này từng là vật phẩm được đeo bởi công chúa của hoàng tộc. Người ngồi nhìn vào thì có thể thấy vẻ ngồi sặc sỡ của nó, chứ không hề phát hiện ra giá trị thực sự của nó. Cho hỏi bảo vật lần này là của ai vậy? Đây là đồ của Tô Trạch. Chàng trai à, món bảo vật này bán cho tôi có được không? Tôi bỏ ra 5.000 vạn. 5.000 vạn? Chuyện này ông không nên hỏi tôi. Hả? Ngọc bội này tôi đã tặng cho chị Thầy Thải rồi. Xử lý thế nào thì tất nhiên là chị ấy nói mới được. Đây. Vâng tiểu thư à, miếng ngọc bội này có thể bán cho tôi có được không? Xin lỗi Tàng lão. Miếng ngọc bội này tôi không bán. Vậy thì tiếc quá rồi. Điều nên nói tôi đã nói hết rồi, cũng không làm phiền bữa tiệc của mọi người nữa. Tàng lão khách sáo rồi.
À, xin hỏi cậu tên họ là gì vậy? Tôi là Tô Trạch, là chồng của Thiền Nghi. Tôi nhớ rồi, khi nào cậu tôi rảnh thì mong cậu ghé qua. Tôi nhà tôi hàng hiên một chút. À, khi nào rảnh rỗi thì bàn tiếp. Thế mà cậu ta lại không trực tiếp nhận lời mời của Tần lão. Ui, kiêu ngạo thật. Không thể cứ để cho cậu ta cứ tiếp tục đắc ý được. Phong vệ sinh. Đây là muốn tìm chết nè. Là anh Thủy sao? Em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Tập 9 thì nghỉ à, chúng ta đi thôi. Chờ đã. Đều là người một nhà, đừng để tổn thương hòa khí, dùng xong bữa rồi hẳn đi. Nếu chị Tài Thái đã nói vậy thì bọn em sẽ ở lại. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì nhập tiệc thôi. Nghe nói anh Diệu quy lên làm cục trưởng, cụ thể là bộ phận nào vậy? À, chẳng qua là cục trưởng cục đất đai, tài nguyên của quận Tư Thủy mà thôi, không là gì hết. Chưa tới 30 tuổi mà đã làm cục trưởng, đường tương lai rộng mở đấy chứ. À, bà quá khen rồi ạ. À, Tô Trạch cũng quay về được một thời gian rồi nhỉ? Có tìm được công việc nào đàng hoàng chưa? À, tôi vẫn chưa có việc làm. Không phải cậu thực sự tính ăn bám cả đời đi chứ? Tô Trạch à, nói gì thì cũng làm lính mấy năm rồi, làm được bảo vệ cũng được đấy. À, tôi không có hứng thú. Không phải cậu nghĩ cách làm bảo vệ cũng không được đi chứ? Xem ra ở trong quân đội cũng không được như ý rồi. Thằng sướng tầng hợp. Mời kiếp đừng có cười nữa. Các người ai là Tô Trạch? Cậu ta chính là Tô Trạch, các người đừng có tìm sai người gì. Chưa đến mà tự khai luôn. Cậu tên là Tô Trạch à? Chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Thôi rồi, cái iPhone 13 mát. Tôi sẽ mai báo cảnh sát đi. Động sát tâm rồi. Người không liên quan mau cút đi. Lát nữa có bị thương thì đừng có trách tôi. À, vâng. Mau đi thôi đi thôi. Nhưng mà Tiền Nghi à, em cũng ra ngoài đi. Không. Tôi từng học Taekwondo, có thể giúp anh. À, Thiên Y ơi, mà nó còn dám tôi hiện tình cảm để cho tao gió. Ôi, tìm chết. Một tát hai thần, không ngờ thân thủ của anh lại tốt đến như vậy. Dù gì thì anh cũng từng làm lính mà. Thế mà còn lại dám đánh trả, bây giờ không phải chuyện một đáp là có thể giải quyết được nữa rồi. Mấy người còn lại cùng xông lên đi, nhất định phải đánh gãy hết tứ chi của nó. Tôi trời đã, cẩn thận. Em cứ yên tâm đi. Đây, một nhân vật nhỏ này không làm bị thương anh được đâu. Úi. À, chúng tôi chỉ là nhận việc, nhận tiền làm việc thôi. Anh làm người giữ nó một đường thì ngày sau dễ nói chuyện. Cậu đang uy hiếp tôi sao? À, tôi không có. Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi. Cậu à, chuyện gì? Ôi, Thiên Ý vẫn còn bên trong đó. Chúng ta vẫn là nên vào trong xem sao đi. Hồi chẳng phải người đó đã nói rồi sao, chỉ đối phó với Tô Trạch thôi. Nhưng mà đừng có nhường nữa. Phiền phức mà bản thân tự chuộc lấy phải tự mình gánh. Ai bảo cậu ta dám đắc tội với người khác chứ? Bên trong. Bây giờ có thể nói cho tôi biết là ai đã gọi các người tới rồi chứ? À, tất nhiên rồi. Là Vân Thiện Hiểu bảo tôi tới.
Ân, cậu ta nói là tôi vào đánh gãy một chân của cậu. Còn nói sau khi xong chuyện sẽ đưa cho tôi 10 vạn. Không ngờ lương tâm của cậu ta lại hẹp hòi đến như vậy. Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Ôi, cậu cứ nói. Thứ nhất, tôi đánh gãy một chân của cậu. Một chân của một số người. Trong số các người. Chuyện này coi như cho qua. Ây, tôi chọn cái thứ hai. Hả? Tôi chài chưa nói mà. Còn cái thứ hai thì... Ra ngoài đánh gãy chân, người đã chỉ thị các cậu. Chuyện này... Tôi hiểu rồi. Các anh em đi theo tôi. Ây da. Anh Thủy à, anh sao rồi? Anh sao rồi anh? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết là sao rồi. Hứ. Chuyện gì vậy? Cậu dám đánh con trai của tôi? Tôi không chỉ muốn đánh con trai của ông, mà tôi cũng muốn đánh cả ông nữa. Đánh gãy cái chân của cậu ta cho tao. Hả? Đúng là gãy ông đập lưng ông. Anh Thủy à, là tôi tìm cái anh đánh tôi trạch mà. Lắm chuyện, đánh đi. Dừng. Thôi rồi. Chân của tôi. Con trai cũng không sao chứ. Anh Tô, làm như vậy đã được chưa? Được rồi, biến đi. Chúng ta đi. Khôn đã. Ý của tôi là báo các cậu lần đi. Cái này. Còn làm cái gì nữa? Lần đi. Lần theo tao. Dân. Đây là chuyện gì vậy? Tập mới nhớ tập 14. Yêu mến như like đăng ký kênh thân nhiệt tình nhé.